Đây là bài 16 trong loạt bài nghe nói tiếng Trung giao tiếp dễ dàng một của hội quán tam thế. Tỷ sứ liều khở. Trước tiên hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Xin chào. Ni hao. Chào anh với nghĩa rất tôn trọng. Ni hao. Mời vào. Chính chỉnh. Đừng khách sáo. Bú cửa chỉ. Alo. Với. Ở ngân hàng. Tại yến kháng. Một. Y. Hai. R. Ba. San. Có đi ngân hàng hay không? Chuy bố chuy yến kháng. Đây là bố em. Chưa sư wǒ bà bà. Đây sư wǒ bà bà. Sexy. 什么书? Quyển sách này. 这本书. Là của mình. 是我的. Đó là tạp chí tiếng Trung. 那是中文杂志. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ bạn, bạn bè. 朋友. 朋. 朋. 友. 友. 朋友. 朋友. Bạn tôi, nguyên văn là tôi, bạn. 我朋友. 我朋友. Bạn của bố mình. 我爸爸的朋友. 我爸爸的朋友. Đây là bạn tôi. 这是我朋友. 这是我朋友. Ba, đây là bạn con. 爸爸,这是我朋友。爸爸,这是我朋友。 Bây giờ hãy nghe cách gọi một bạn tên là Lâm, nguyên văn là A Lâm. A Lín. A. A. Lín. Lín. A Lín. A Lín. Cách thêm A vào trước tên người là một cách xưng hô phổ biến với người cùng lứa hoặc của người nhiều tuổi với người ít tuổi hơn ở miền Bắc Trung Quốc. Hãy nhắc lại A Lâm. A Lín. A Lín. Ở Trung Quốc, bạn bè thông thường không gọi nhau bằng tên riêng, thường gọi nhau bằng họ, bằng cả họ tên, hoặc thêm A vào trước tên như A Lín. Ba, đây là bạn con, Lâm. Ba ba, chưa sư wǒ pěng yǒu, A Lín. Ba ba, zhè shì wǒ pěng yǒu, A Lín. Lâm, đây là bố mình. A Lín, zhè shì wǒ bà bà. A Lín,
这是我爸爸。Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ chú. Su su. 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 Su su. Su su. Chú của mình nguyên văn là mình chú. 我叔叔，我叔叔，đây là chú mình，这是我叔叔，这是我叔叔。小小厨问问啦，厨会，叔叔好。叔叔好，hãy nhắc lại ba, đây là bạn con Lâm. Ba ba, 这是我朋友阿林。爸爸，这是我朋友阿林。Lâm, đây là bố mình. A Lín, 这是我爸爸。A Lín, 这是我爸爸。瞧瞧球。叔叔好。叔叔好。瞧瞧。你好。Bài học này đến đây là hết.